Hi, chào mừng các bạn đến với ESL Garage, nơi mà chúng tôi cung cấp cho các bạn những công cụ để tinh chỉnh kỹ năng tiếng Anh của bạn. Đôi khi chúng ta cần có thêm thông tin để hiểu nhau rõ hơn, cũng như nhằm đạt được sự thống nhất trong quan điểm. Sử dụng đúng câu hỏi có thể giúp bạn đạt được điều này. Sau đây là những mẫu câu hỏi bạn có thể sử dụng để khai thác thêm thông tin. Chúng ta sẽ sử dụng những mẫu câu hỏi này khi ngôn ngữ của người đối diện không rõ ràng hoặc khi chúng ta cần thêm thông tin chi tiết. Chúng là những câu hỏi thực tế rất đơn giản như sau. Bạn có thể nói rõ hơn về điều này. Can you clarify that? Can you clarify that? Bạn có thể giải thích thêm ý kiến của mình chứ? Can you explain your ideas more? Can you explain your ideas more? Bạn có thể diễn đạt lại được không? Can you rephrase that? Can you rephrase that? Bạn vui lòng lặp lại được chứ? Could you repeat? Could you repeat? Bạn có thể nói rõ hơn về Could you tell me more about? Could you tell me more about? Có chính xác là tôi đã nghe bạn nói rằng Did I hear you correctly when you said? Did I hear you correctly when you said? Có phải tôi đã nghe bạn nói rằng Did I hear you say? Did I hear you say? Tôi đã nhắc lại những gì bạn muốn nói đúng chứ? Did I paraphrase you correctly? Did I paraphrase you correctly? Có phải tôi hiểu đúng ý bạn khi bạn nói rằng Did I understand you when you said? Did I understand you when you said? Tôi không hiểu rõ nội dung chính của vấn đề này. I don't feel clear about the main issue here. I don't feel clear about the main issue here. Tôi không chắc là tôi hiểu đúng ý bạn. I'm not quite sure I understand what you are saying. I'm not quite sure I understand what you are saying. Có phải đó là những gì bạn muốn diễn đạt? Is this what you said? Is this what you said? Bạn có ý gì về điều đó? What do you mean by that? What do you mean by that? Bạn có ý gì? What do you mean? What do you mean? Khi bạn nói rằng bạn có ý gì? When you said, what did you mean? When you said, what did you mean? Các bạn cố gắng dành thời gian luyện tập những mẫu câu này thường xuyên. Chúng rất là hữu ích trong mọi tình huống, đặc biệt là khi việc giao tiếp gặp phải khó khăn. Chúc các bạn một buổi học vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé. Xin chào. Bye.